Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổ chức Y tế Thế giới khốn đốn vì viêm phổi Vũ Hán. Gần 1 triệu người trên khắp thế giới đồng ý ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hợp Quốc yêu cầu Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros phải từ chức. Trong một diễn biến khác, vào hôm qua 14 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Đơn kiến nghị trên được tạo trên trang change.org và được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ả Rập và cả tiếng Việt. Đây là hình ảnh thỉnh nguyện thư trên trang change.org. Nội dung thư được dịch ra tiếng Việt như sau. Kêu gọi ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros từ chức. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, ông Tedros đã từ chối tuyên bố dịch virus cúm Vũ Hán từ Trung Quốc là một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Như chúng ta đã biết, virus corona tới nay vẫn chưa chữa trị được và cũng chưa có loại thuốc nào đặc trị cho loại virus nguy hiểm này, cũng chưa có loại vaccine nào để phòng bệnh nó. Số người bị nhiễm và thiệt mạng tăng lên gấp hơn chục lần, từ 800 người nhiễm lên tới gần 10.000 người chỉ trong vòng có 5 ngày ban đầu. Và lỗi một phần là do ông Tedros đã đánh giá sai về virus corona. Và chúng tôi cực lực lên án cho rằng ông Tedros không phù hợp với vai trò là Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Chúng tôi kêu gọi ông Tedros từ chức ngay lập tức. Rất nhiều người trong chúng tôi thực sự thất vọng về Tổ chức Y tế Thế giới, dẫu muốn tin Tổ chức Y tế Thế giới là trung lập về chính trị, nhưng xét thấy tổ chức này không mở bất kỳ cuộc điều tra nào. Tedros chỉ biết tin vào số lượng người chết và số nhiễm bệnh do chính phủ Trung Quốc cung cấp. Mặt khác, chúng tôi không muốn Đài Loan bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì bất kỳ lý do chính trị nào. Các công nghệ của họ trong việc đối phó với dịch bệnh tiên tiến hơn nhiều so với một số quốc gia trong danh sách của Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn. Xin hãy để cho thế giới lấy lại lòng tin với Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới. Và tính tới hôm 15 tháng 4 năm 2020, lá thư đã thu được trên 954.260 chữ ký chỉ trích ông Tedros trong cách xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros. Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro cũng nhắc đến sự việc này và nói thêm rằng tờ đơn xuất hiện trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng Tổ chức Y tế Thế giới nên đổi tên thành Tổ chức Y tế Trung Quốc. Vào hồi tháng 2, ông Tedros đã từng khen ngợi Trung Quốc rằng biện pháp phong tỏa của nước này đã giúp câu giờ để thế giới chuẩn bị ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lo ngại về việc không những không giúp thế giới có thêm thời gian, Trung Quốc còn đẩy nhân loại vào tình thế nguy hiểm khi công bố những dữ liệu về sự lây lan của dịch bệnh một cách không nhất quán. Thậm chí là tô vẽ cho Trung Quốc. Và bản thân Trung Quốc cũng bị tố giấu dịch khi khiển trách những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh và phớt lờ những bằng chứng đầu tiên về khả năng lây nhiễm rất nguy hiểm từ người sang người. Và những người ủng hộ ông Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thì lại cho rằng vì từng là cựu Bộ trưởng Y tế và sau đó là Ngoại trưởng của Ethiopia nên ông Tedros là người có thiên hướng ngoại giao. Những lời ca ngợi Trung Quốc của ông là nhằm đảm bảo quốc gia này tiếp tục chia sẻ những thông tin quan trọng. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng chính Trung Quốc là nước đã có nhiều tác động để ông Tedros đạt được vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới như hiện nay. Theo đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã tích cực vận động cho ông Tedros trong cuộc bầu cử ghế Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2017. Trung Quốc được cho là đã sử dụng những cam kết về tài chính làm đòn bẩy để lôi kéo các quốc gia đang phát triển bầu cho ông Tedros. Từ đó, giúp ông vượt qua được ứng cử viên David của Anh để trở thành người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới. Về phía Mỹ, sau hàng loạt các chỉ trích về phía Tổ chức Y tế Thế giới, Tổng thống Donald Trump đã đi đến một hành động cụ thể đã được báo cáo cách đây ít lâu là tuyên bố ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới vì Tổ chức Y tế Thế giới đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản của mình và phải chịu trách nhiệm. Ông nói như vậy. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Nhà Trắng. Hình ảnh được ghi nhận vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Hãng thông tấn AFP cũng cho biết trong buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 14 tháng 4, Tổng thống Donald Trump nói ông chỉ đạo chính phủ tạm ngừng tài trợ để
bắt đầu tiến trình đánh giá vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc quản lý không đúng và che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Tiến trình đánh giá sẽ kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Theo Tổng thống Donald Trump, Tổ chức Y tế Thế giới đã ngăn chặn sự minh bạch thông tin về đại dịch. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho cơ quan chuyên môn về y tế của Liên Hợp Quốc với số tiền lên tới 400 triệu đô la vào năm ngoái. Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng, giờ đây chúng tôi phải thảo luận những gì chúng tôi sẽ làm với số tiền dành cho Tổ chức Y tế Thế giới. Giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi, chúng tôi lo ngại sâu sắc về việc sự hào phóng của nước Mỹ có được sử dụng tốt nhất có thể hay không. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh như sau. Việc Tổ chức Y tế Thế giới ban đầu khuyến cáo không cần hạn chế đi lại quá mức là xem chính trị quan trọng hơn các biện pháp kiểm dịch để cứu sống nhiều mạng người. Nếu Tổ chức Y tế Thế giới làm đúng nhiệm vụ của mình, sớm đưa các chuyên gia y tế đến Trung Quốc để đánh giá khách quan tình hình và phản đối sự thiếu minh bạch của Bắc Kinh, thì dịch bệnh có thể sớm được ngăn chặn tại nơi bùng phát và rất ít người chết. Điều đó sẽ tránh gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Thay vào đó, Tổ chức Y tế Thế giới lại luôn sẵn sàng bảo vệ hành động của chính phủ Trung Quốc. Ông đã nói như vậy. Và trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã tuyên bố Mỹ đang tìm cách thay đổi căn bản Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Rick Scott, người đứng đầu một ủy ban của Thượng viện Mỹ để điều tra Tổ chức Y tế Thế giới. Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Pompeo cho biết như sau. Trong lịch sử, Tổ chức Y tế Thế giới đã thực hiện tốt một số công việc. Thật không may, trong trường hợp này, tổ chức này đã không thể hiện tốt vai trò của mình. Ông Pompeo cũng đồng thời khẳng định Mỹ cần phải đảm bảo thúc đẩy những nỗ lực để ngăn cản, thay đổi căn bản điều đó hoặc đưa ra một quyết định khác cho thấy Mỹ đang làm phần việc của mình để đảm bảo những nghĩa vụ y tế thế giới quan trọng này. Và những điều này cũng sẽ giúp giữ vững sự an toàn cho người dân Mỹ thực sự hoạt động. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới phải cung cấp những văn bản về thông tin liên lạc giữa tổ chức này với chính quyền Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2020. Thượng nghị sĩ Rick Scott đã được chỉ định đứng đầu một ủy ban của Thượng viện Mỹ để điều tra Tổ chức Y tế Thế giới với cáo buộc tổ chức này bao che cho Trung Quốc trong lúc dịch bệnh bùng phát. Và trả lời phỏng vấn trang Politico, ông Scott đã nói như sau, chúng tôi không tin tưởng Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi rút ra bài học là không thể tin tưởng Tổ chức Y tế Thế giới vì họ nói dối. Và phát biểu ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ ghi nhận thêm kỷ lục buồn mới về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh quảng trường thời đại, một trong những khu nhộn nhịp nhất của thành New York đã trở nên bất động vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Số ca tử vong của Mỹ đã tăng lên ít nhất là 2.228 ca trong ngày 14 tháng 4, nâng tổng số ca đã chết lên 28.300 ca. Đây là số ca tử vong kỷ lục được ghi nhận trong một ngày ở Mỹ, trong bối cảnh các quan chức chính phủ đang tranh cãi về việc làm thế nào để mở cửa lại nền kinh tế mà vẫn ngăn cản được dịch bệnh lây lan. Kỷ lục về số ca tử vong trong ngày từng được ghi nhận trước đó ở nước này là 2.069 ca vào hôm 10 tháng 4. Ngoài ra, hãng tin Reuters cũng cho biết cột mốc thứ hai đáng ghi nhận tại Mỹ là ngày 14 tháng 4 là hiện nay nước Mỹ đã có hơn 600.000 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Sở Y tế New York cho biết số ca tử vong trong thành phố đã vượt mốc 10.000 người, bao gồm 3.700 ca mới của ngày 14 tháng 4. Về phía Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện nay không phải là lúc để cắt giảm các nguồn tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới hay bất cứ tổ chức nhân đạo nào khác. Đây là hình ảnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phản ứng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp kinh phí cho Tổ chức Y tế Thế giới liên quan đến cách ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cùng ngày 14 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh như sau. Lúc này không phải là thời điểm cắt giảm các nguồn tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Và ông nói thêm, giờ không phải là thời điểm cắt giảm các nguồn tài trợ cho các hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc bất cứ tổ chức nhân đạo nào trong cuộc chiến chống COVID-19. Hơn lúc nào hết, đây là khoảng thời gian cộng đồng quốc tế phải nỗ lực đoàn kết để ngăn chặn COVID-19 lây lan và gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, giữa tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Liên Hợp Quốc và các đối tác đã cho ra mắt Quỹ Đoàn kết và Đối phó dịch COVID-19 đầu tiên.
quỹ đoàn kết đối phó với dịch sẽ quyên góp tiền từ một loạt các nhà tài trợ để hỗ trợ cho công việc của Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác nhằm giúp cho các quốc gia đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và quỹ đầu tiên này cho phép các cá nhân, tập đoàn và các tổ chức tư nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới phối hợp trực tiếp với nhau để đóng góp cho các nỗ lực ứng phó toàn cầu. Quỹ này được thành lập với sự tham gia của Quỹ Liên Hợp Quốc và Quỹ Từ Thiện Thụy Sĩ. Dù có dùng tiền bạc hay quyền lực để gây ảnh hưởng lên các Tổ chức Y tế Thế giới hay rộng hơn là Liên Hợp Quốc, nhất là trong giai đoạn thế giới đang oằn mình đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán vừa qua, nhưng Trung Quốc không thể mãi giấu giếm thông tin về dịch bệnh cùng kiểu hành xử độc tài đối với chính người dân nước họ và các nước trên thế giới. Vì điều đó cuối cùng đã dẫn đến hậu quả rất tai hại, đó là đưa đến cái chết của hơn 130.000 người và trên hơn 2 triệu người đã nhiễm bệnh, và con số này tiếp tục tăng lên trong những ngày tới, trong đó có cả Việt Nam. Và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng và có những hành động cụ thể để ngăn chặn những sai lầm tiếp diễn của nước này là Trung Quốc. Và sự đoàn kết ở quốc tế hết sức và sức mạnh của lẽ phải chắc chắn sẽ đánh bại những âm mưu đen tối mà giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gieo rắc trên thế giới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020, với bản tin Tổ chức Y tế Thế giới khôn đốn vì viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.